Kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tin Mới. Đập Tam Hiệp đã trở thành chủ đề hot nhất trên cộng đồng mạng trong suốt một thời gian dài. Mối lo ngại về việc đập Tam Hiệp có thể bị vỡ không phải là mới. Kể từ khi bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp, con đập chịu trách nhiệm chính trong việc trữ lượng nước lũ khổng lồ của sông Dương Tử. Các chuyên gia thiết kế quân sự của Trung Quốc đã ngồi lại với nhau và bàn về khả năng một ngày đập nước lớn nhất hành tinh bị tấn công và gây ra vỡ đập. Trong video này, chúng ta hãy cùng khám phá sức mạnh của đập Tam Hiệp khủng khiếp đến đâu, cũng như nếu vỡ đập thì thảm họa kinh hoàng nào sẽ xảy ra nhé. Theo SCMP, vào năm 2004, Lầu Năm Góc đã từng gợi ý rằng nếu chiến tranh xảy ra thì Đài Loan có thể nhắm tới các mục tiêu quan trọng ở đại lục như đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, Đài Loan bác bỏ ý tưởng này của Mỹ. Đầu năm 2018, Su Ji-yun, một chuyên gia quân sự Đài Loan cho rằng chỉ cần hai quả tên lửa đạn đạo tầm trung là có thể cho nổ tung đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, giới chuyên gia thiết kế đại lục thì lại cho rằng Đài Loan đang mơ mộng hão huyền vì sự kiên cố của đập Tam Hiệp vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người. Với chiều cao 185m và được xây dựng bằng 28 triệu tấn bê tông, 510.000 tấn thép, đập Tam Hiệp được ví như một pháo đài thép khổng lồ. Đập Tam Hiệp là đập trọng lực bê tông. Điều này có nghĩa là đập Tam Hiệp chịu sức ép của nước, chủ yếu dựa trên trọng lượng của thân đập. Hình dạng mặt đập của đập Tam Hiệp là hình thang. Bề dày của đập ở trên cùng là 15m, bề dày phần đáy là 124m. Điều này cho thấy đập Tam Hiệp không phải là bức tường chắn nước, mà chính xác hơn nó là một ngọn núi. Với thiết kế kiểu này, ngay cả khi phần đỉnh đập bị phá hủy thì thân đập chính là con đập vẫn sẽ không sụp đổ và tiếp tục chắn nước, đánh sập hoàn toàn đập Tam Hiệp là điều gần như không tưởng. Đập trọng lực thì có một số ưu điểm như sau. Thứ nhất là tương đối an toàn, độ bền, khả năng chống rò rỉ nước rất tốt và động đất cũng rất tốt. Thứ hai là thiết kế đơn giản, dễ xây dựng. Thứ ba là dễ dàng bố trí các ống xả nước bên trong thân đập để vận hành máy phát điện. Trong quá trình thiết kế xây dựng đập Tam Hiệp, Trung Quốc cũng thực hiện nhiều vụ nổ mìn mô phỏng để đánh giá về khả năng chống chịu của đập. Kết luận đưa ra, đập Tam Hiệp không thể bị phá vỡ bằng vũ khí nổ thông thường, kể cả khi bị tên lửa bắn trúng. Chàng Bồ Trinh, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc cho rằng, đập Tam Hiệp chắc chắn sẽ có khả năng chống chịu tấn công hạt nhân quy mô nhỏ. Nhiều thử nghiệm mô phỏng nổ mìn cường độ cao cho thấy bom, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, đầu đạn thường không thể phá hủy được đập Tam Hiệp. Tấn công tên lửa loại thường với con đập này hình như muỗi đốt inox. Tuy nhiên, theo đánh giá, đập Tam Hiệp có thể bị phá hủy bởi một quả bom hạt nhân có sức công phá tương đương 200.000 đến 300.000 túi thuốc nổ TNT. Trong trường hợp con đập bị phá hủy, thì 39,3 tỷ mét khối nước trữ ở lòng hồ sẽ đổ xuống vùng hạ lưu, nơi sinh sống của từ 400 đến 600 triệu người và hậu quả sẽ là vô cùng thảm khốc. Trọng tâm khi nghiên cứu về khả năng chống chịu của đập Tam Hiệp là con đập này sẽ xoay sở ra sao trước mối đe dọa tấn công hạt nhân quy mô lớn. Trước hết, Trung Quốc là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và dĩ nhiên là có khả năng phòng thủ tấn công hạt nhân. Đập Tam Hiệp nằm sâu trong nội địa khoảng 1.000 km, vì vậy hệ thống phòng thủ của Trung Quốc là yếu tố quan trọng, đảm bảo sự an toàn của con đập. Thứ hai, với một hồ chứa có dung tích lớn như Tam Hiệp, cách hiệu quả nhất để đối phó với vũ khí hạt nhân sẽ là nhanh chóng giảm mực nước xuống trong khoảng thời gian ngắn. Tốc độ nước của hồ chứa đập Tam Hiệp được đánh giá là nhanh hàng đầu so với những hồ chứa nước quy mô lớn ở Trung Quốc. Chiến tranh hiện đại ngày nay không thể dễ diễn ra trong nháy mắt, vì vậy đập Tam Hiệp hoàn toàn có đủ thời gian để xả nước và tránh thiệt hại do vỡ đập. Công suất xả lũ tối đa của đập Tam Hiệp là khoảng 110.000 mét khối mỗi giây. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho hạ lưu, đập Tam Hiệp chỉ có thể xả lượng nước khoảng 50.000 mét khối mỗi giây. Điều này đồng nghĩa với việc con đập này có thể xả khoảng 4,3 tỷ mét khối nước mỗi ngày. Tuy nhiên, thì những giả thuyết nêu trên chỉ xảy ra khi mà những lực lượng muốn tấn công đập Tam Hiệp có đủ khả năng tấn công được vào con đập. Lý do là bởi vì với vị trí trọng yếu hàng đầu của đập Tam Hiệp, chính phủ Trung Quốc đã bố trí một lực lượng quân sự dày đặc và hùng mạnh, có nhiệm vụ bảo vệ con đập 24/24.
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đã bố trí ở đây nhiều tiểu đoàn bộ binh và cơ giới tinh nhuệ nhất. Ở ngoại vi, họ thiết lập hai phòng tuyến radar tên lửa đánh chặn trong phạm vi là 20 km tới 70 km. Trong đó, nhiều loại radar hiện đại nhất hiện nay như BRC-18, IRC-6 và BRC-15S có khả năng phát hiện ra mọi loại vật thể bay trong phạm vi trước khi kịp tác động từ con đập. Ngay khi nó đã phát hiện mục tiêu, trận địa pháo cao xạ và tên lửa đất đối không HQ-9, trung tâm của lá chắn phòng thủ Đập Tam Hiệp sẽ tham chiến. HQ-9 có khả năng chống lại mọi loại tên lửa hành trình cũng như các loại tên lửa tối tân nhất hiện nay. Các trận địa tên lửa HQ-9, HQ-10 và HQ-6 với số lượng tên lửa tới hàng vạn tên lửa sẽ trở thành các lực lượng đánh chặn đảm bảo an toàn cho Đập Tam Hiệp trước mọi loại vũ khí tấn công từ xa, đó là về phòng không. Còn về không quân, Trung Quốc cũng bố trí hai phi đội tiêm kích hùng mạnh nhất tại Trung Khánh và Côn Minh, tạo thành chiếc ô bảo vệ hồ chứa Tam Hiệp, trong đó có nhiều chiến đấu cơ hiện đại nhất như J-11AP, Su-27 và tiêm kích J-10 sẵn sàng xuất kích khi nhận lệnh. Bên cạnh các lực lượng cơ giới cực mạnh, quân giải phóng Trung Quốc cũng còn bố trí nhiều các trung đoàn bộ binh thuộc hàng tinh nhuệ nhất, túc trực 24/24 giờ để bảo vệ con đập này. Nơi đây được xem là vị trí có mật độ bố trí lực lượng dày nhất trên cả nước. Chính vì vậy, mọi người Trung Quốc tự tin rằng có thể giảm tỷ lệ tấn công bởi các tác nhân nhân tạo gần như tối đa. Ngoài ra, trong tình trạng chiến tranh, việc phá hủy các hồ chứa nước đe dọa tới tính mạng của thường dân là điều nghiêm cấm theo luật pháp quốc tế. Các tác nhân tự nhiên và thảm kịch nào xảy ra khi vỡ đập, người Trung Quốc có thể tự tin rằng con đập an toàn như tuyệt đối trước các tác nhân tấn công từ nhân tạo. Nhưng không có bất cứ ai dám khẳng định 100% con đập sẽ an toàn trước những thảm họa thiên nhiên. Song song với việc trở thành ngọn hải đăng trong ngành xây dựng và năng lượng của Trung Quốc, thì bản thân đập Tam Hiệp lại chính là con dao hai lưỡi, là tử huyệt của quốc gia này. Khi mà nếu thảm họa vỡ đập xảy ra, thì sức tàn phá của nó là vô cùng khủng khiếp. Nằm ngoài sức tưởng tượng của con người, sự thực đó chính là đập Tam Hiệp đang tác động tới sự thay đổi của khí hậu, địa chất nơi đây. Về địa chất, việc có một con đập khổng lồ ngăn dòng nước ở thượng nguồn sẽ làm tăng lượng trầm tích lắng đọng tại lòng hồ, khiến cho nguy cơ lũ hình thành tại thượng nguồn nhiều hơn. Phù sa bị lắng lại ở thượng nguồn thì hạ lưu lại bị tăng nguy cơ xói mòn, lũ quét. Chưa kể việc lưu lượng dòng chảy của sông Dương Tử tại khu vực này đã thay đổi, đã tác động không nhỏ tới khí hậu, thay đổi cả nhiệt độ của khu vực này. Từ đó lũ lụt, hạn hán hay mưa lớn diễn ra thường xuyên hơn và khó đoán định hơn. Kết quả chúng ta có thể nhìn thấy là trận mưa lũ lịch sử trong suốt hơn một tháng, tháng 5 năm 2021 và cả năm 2022 ở khu vực này. Thế nhưng đó mới chỉ là những tác động nhẹ nhất mà đập Tam Hiệp gây ra. Nguy cơ kinh khủng nhất tới từ động đất, nỗi kinh hoàng mà chính phủ Trung Quốc không bao giờ mong muốn đã xảy ra. Việc ngăn dòng chảy của sông Dương Tử tạo thành hồ chứa tới khối lượng tối đa là 42 tỷ tấn nước. Con số này lớn tới mức nó có thể làm thay đổi moment quay quán tính của trái đất và có thể khiến ngày dài hơn 0,6 micro giây. Mặc dù con số này là rất nhỏ, nhưng những tác động hiện hữu với khu vực của con đập thì lại vô cùng lớn. Mặc dù những vũ khí thì không thể phá hủy phần thân con đập, nhưng động đất thì có thể làm được điều đó. Từ phía dưới lòng đất cũng có thể tạo ra những cơn sóng thần cao hàng chục mét với sức công phá khủng khiếp. Nếu như thảm họa vỡ đập xảy ra, thì khối lượng nước hàng chục tấn sẽ đổ xuống hạ lưu. Khoảng 39,3 tỷ mét khối nước sẽ lập tức đổ xuống, vùng Nghi Xương, Hồ Bắc sẽ bị xóa sổ đầu tiên với khoảng 700.000 người thiệt mạng. Hàng trăm triệu người dân ở các thành phố lớn cũng sẽ bị cuốn ra biển. 1/3 diện tích Trung Hoa bao gồm khu vực thịnh vượng nhất của Trung Quốc, trong đó có những thành phố lớn như Vũ Hán, Thượng Hải, Nam Ninh sẽ bị chìm trong nước lũ. Rất nhiều những danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử của Trung Quốc từng hãnh diện với quốc tế sẽ bị phá hủy trong dòng nước lũ. Ngoài ra, các đô thị nhỏ, các vùng nông thôn cũng đều bị chìm ngập trong nước lũ từ 5 đến 10 mét. Khu vực này cũng là nơi tập trung của rất nhiều các nhà máy công nghiệp, khu sản xuất mỹ nghệ, vận tải hàng hóa trọng yếu của Trung Quốc. Nếu thảm họa xảy ra, tất cả sẽ bị tàn phá nặng nề, mất nguồn cung cấp điện khổng lồ. Trung Quốc sẽ lâm vào cảnh thiếu điện, ảnh hưởng bắt đầu lan ra các vùng khác của Trung Quốc. Đập Tam Hiệp với sản lượng điện lên tới hơn 100 tỷ kWh là nguồn cung điện chính cho tổng cộng là 10 trên tổng số 22 tỉnh thành của Trung Quốc. Không có điện, gần như toàn bộ hoạt động sản xuất công nghiệp vận tải của khu vực này sẽ bị đình trệ. Nền kinh tế của Trung Quốc có khả năng thiệt hại cực kỳ nặng nề, dẫn tới khủng hoảng dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp và ô nhiễm môi trường sẽ là những thứ mà Trung Quốc phải đối mặt.
khi đã giải quyết xong vấn đề và ngập lụt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.